Thưa quý vị, một niềm tin lóe sáng đã được nhân dân đặt vào tân tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Lê Minh Trí, liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải, một vụ án đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực từ các báo đài trong và ngoài nước. Mới đây, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí giữ cương vị tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ này nhiệm kỳ 2021-2026, Tân tranh án Lê Minh Chí đã tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, trước cử tri cả nước. Ông xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với khiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Ông Lê Minh Trí sẽ kế nhiệm tranh án Nguyễn Hòa Bình, người vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, nhiệm kỳ 2021-2026. Vụ án Hồ Duy Hải là một trong những vụ án hình sự nổi tiếng và gây tranh cãi bậc nhất ở Việt Nam trong thập kỷ qua. Vụ án liên quan tới việc hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị sát hại vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Hồ Duy Hải bị cáo buộc là người đã lấy mạng hai nạn nhân và bị kết án tử hình vào năm 2008 hàng loạt bất thường trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải kêu oan đã được Tòa án Nhân dân tối cao xem xét trong phiên giám đốc thẩm do tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Hồ Duy Hải đã bị tuyên tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Năm 2011, khi là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị vụ án và đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải, khi đó 26 tuổi, quê ở Long An. Đến ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có kháng nghị thay thế quyết định trước đó của ông Bình, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại vụ án. Ông Bình khi đó là tranh án đã xét xử giám đốc thẩm và quyết định hủy toàn bộ án sơ thẩm và phúc thẩm, tuyên tử hình Hồ Duy hại về các tội giết người, cướp tài sản để điều tra lại. Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, Hải đã đến bưu điện cầu voi xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để mua báo và quen biết nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng, 23 tuổi. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đến nơi làm việc của Hồng để chơi. Cùng trực đêm đó còn có Vân, 21 tuổi, em họ của Hồng. Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng nên đã đưa tiền cho Vân đi mua trái cây. Khi chỉ còn hai người, Hải kéo Hồng vào phòng ngủ nhưng bị cô chống cự, đạp vào bụng và chạy xuống bếp. Hải đã bóc cổ nạn nhân, vờ lấy con dao và thớt gỗ gần đó để sát hại cô. Sợ bị bại lộ, Hải đã giết luôn Vân khi cô quay lại từ việc mua trái cây. Sau khi gây án, Hải lấy 1,4 triệu đồng, 40 sim điện thoại ở bưu điện, điện thoại di động và một số nữ trang của các nạn nhân. Vài ngày sau, anh ta mang điện thoại và nữ trang lên thành phố Hồ Chí Minh bán lấy 3,7 triệu đồng tiêu xài, rồi quay về nhà và đốt quần áo mặc lúc gây án sau vườn nhà bà lén, dì ruột của mình. Cuối năm 2008, tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án tử hình cho Hải. Anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng ngày 28 tháng 4 năm 2009, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định rằng, dù quá trình điều tra không thu giữ được khung khí là chiếc thất tròn và con dao, các bản cung của bị cáo vẫn phù hợp với các bản ảnh hiện trường, bao gồm cả việc nhận dạng vật dụng tại hiện trường như con gấu nổi bông, ghế in ốc, bịch trái cây và chiếc thất gỗ. Bị cáo còn khai rằng về các vật dụng tại hiện trường như ghế salon, phòng ngủ, ga trải giường và phòng vệ sinh. Đặc biệt, bị cáo khai rằng sau một tuần gây án, sợ bị phát hiện nên đã đem quần áo đốt sau vườn nhà bà Lên Ngoài ra, trong nhiều bản cung và tự khai của bị cáo, các chi tiết phù hợp với biên bản nhận dạng về khung khí và các tài sản đã chiếm đoạt của nạn nhân. Dù quá trình điều tra có những thiếu sót của cơ quan tố tụng nhưng không nghiêm trọng. Sau khi đánh giá toàn bộ các chứng cứ, hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồ Duy Hải do thua cá độ bóng đá đã giết hại nạn nhân Hồng và Vân một cách dã man nhằm cướp tài sản. Bản án phúc thẩm nêu rằng Hồ Duy Hải có đơn xin Chủ tịch nước ân giảm, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lần lượt quyết định không kháng nghị vụ án. Sau đó, Hải và gia đình liên tục kêu oan và xin hoãn thi hành án. Trưa ngày 4 tháng 12 năm 2014, một ngày trước khi thi hành án tử hình, Hội đồng thi hành án tỉnh Long An ra quyết định tạm hoãn thi hành án từ năm 2015 đến năm 2018, đại biểu Quốc hội, ủy ban Tư pháp Quốc hội và văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ có nhiều công văn đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại vụ án để giải quyết rất điểm. Tháng nghị giám đốc thẩm của viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 22 tháng 11 năm 2019 đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình điều tra và xét xử vụ án, trong đó Tòa hai cấp có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Việc thu thập dấu vết hiện trường và đánh giá các chứng cứ tài liệu chưa đầy đủ, nhiều nội dung cần chứng minh còn mâu thuẫn. Lời khai của bị cáo mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng các cấp tòa chưa làm rõ thời gian hại gây án bản án kết luận rằng hải có mặt tại hiện trường lúc 19h30 là không có căn cứ bởi lời khai của các nhân chứng cho thấy khoảng 19h có thấy một nam thanh niên ngồi bên trong bưu điện nhưng kết luận điều tra lại cho rằng khoảng 19h13 hải đang có mặt tại hiệu cầm đồ sau đó quay về nhà bà lén trả xe rồi đi sang nhà một người gì khác lấy xe đến một quán để trả tiền cho anh võ lộc đàng rồi mới đi đến bưu điện Tổng thời gian từ hiệu cầm đồ đến khi trả tiền cho anh Đang Hải phải mất gần 30 phút. Nhưng cho làm rõ, Hải mất bao lâu để đi từ điểm gặp anh Đang đến bưu điện. Cơ quan điều tra xác định đoạn đường từ hiệu cầm đồ đến bưu điện cầu voi khoảng 7,5 km và đi hết 15 phút, thì Hải không thể có mặt tại kiện trường trước 19h39 như kết luận. Viện Kiểm sát cũng cho rằng cấp sơ thẩm và phúc thẩm không làm rõ được địa điểm tiêu thụ tài sản do Hải cướp được dấu vân tay thu được ở hiện trường không phải của Hải, nhưng của ai cũng không được làm rõ. Về thủ tục tố tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng nhưng không trưng cầu giám định vết máu ngay khi thu được mà để 4 tháng sau khi khám nghiệm hiện trường. Không đưa lời khai của Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong giải quyết vụ án. Khám nghiệm hiện trường nhưng không thu giữ ghế thớt, những vật chứng quan trọng mang dấu vết vụ án không giám định thời điểm chết của nạn nhân. Một số biên bản ghi lời khai khỏi cung có sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai. Đặc biệt, Viện Kiểm sát xác định lời khai đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hải không nhận tội. Nhưng bản khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án dù những tài liệu này có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Cơ quan tiến hành tố tụng không lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu, nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ việc nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ án nhân vật tình nghi nguyễn văn nghị và nguyễn mi son không được điều tra làm rõ luật sư trần hồng phong người bào chữa cho hải tại phiên giám đốc thẩm từng cung cấp chứng cứ đến các cơ quan tố tụng phân tích về những thiếu sót và sai phạm trong vụ án trong đó nguyễn văn nghị được cho là người yêu của một trong hai nạn nhân có ghé bưu điện cầu voi trong đêm xảy ra vụ án và sau đó bỏ trốn cơ quan điều tra từng tạm giữ và lấy lời khai của nghi phạm này như vậy nguyễn văn nghị là nhân chứng thậm chí có thể là một nghi can nhưng toàn bộ thông tin về người này đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án một cách bất thường luật sư phong nêu quan điểm rằng với niềm tin của nhân dân và công lý hy vọng tranh án lê minh trí sẽ thắp lên hy vọng cho hồ duy hải một lần nữa và nếu đúng là hồ duy hải vô tội thì cần thả tự do như bao vụ án oan khác quý vị thân mến trong lịch sử tư pháp việt nam đã xảy ra rất nhiều vụ án oan sai nghiêm trọng nhưng không ai trả lời được câu hỏi khi nào tình trạng này mới chấm dứt. Ông Nguyễn Thanh Trấn đã phải ngồi tù oan 10 năm với tội danh giết chị Nguyễn Thị Hoàn. Sau 10 năm, ông Nguyễn Thanh Trấn ở Nghĩa Hưng, Việt Yên, Bắc Giang được trả tự do vào ngày 4 tháng 11 năm 2013. Gia đình ông Trấn kiên trì suốt 10 năm để tìm ra thủ phạm là Lý Nguyễn Trung. 10 năm ngồi tù oan đã khiến ông Trấn chịu quá nhiều mất mát. Họ hàng, bạn bè xa lánh, cả bốn người con của ông đã phải bỏ học giữa trường một người con đi xuất khẩu lao động nước ngoài vì kiếm tiền lo kêu oan cho cha mà quyết không về nước. Vợ ông sau nhiều năm kêu oan cho chồng cũng phải vào viện tâm thần điều trị. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cường đã nói, Tôi cho rằng, điều nói rằng mãi cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, cơ quan chức năng mới nhận được đơn kêu oan của bà Chiến, vợ ông Trấn là không đúng. Theo những thông tin mà tôi biết, thì ông Trấn và bà Chiến đã gửi đơn đi rất nhiều cơ quan khác nhau nhưng không được xem xét, nên ông mới phải ngồi tù oan đến 10 năm. Những cán bộ quản giáo ở trại giam đã tạo điều kiện để ông Trấn gửi đơn kêu oan, nên họ biết chính xác điều đó. Vậy hàng trăm lá đơn trước đây của ông Trấn, của bà Chiến chẳng lẽ không cơ quan chức năng nào nhận được? Hai lần bị tuyên án tử hình dù không buôn ma túy. Tháng 6 năm 2003, Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1971, ngụ ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, bị bắt với tội danh buôn bán ma túy. Ngày 18 tháng 6 năm 2004, án sơ thẩm lần thứ nhất của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên ông Hùng án tử hình. Tháng 7 năm 2004, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do Hùng kháng cáo kêu oan với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến năm 2006, án sơ thẩm lần thứ hai của tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên án tử hình. Phải đến phiên phúc thẩm lần thứ hai vào tháng 4 năm 2007, tòa án mới phát hiện các chứng cứ buộc tội anh Nguyễn Minh Hùng có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt khi đó kẻ đứng đầu đường dây người từng kéo anh vào vòng lao lý mới phản cung. Bị cáo Nguyễn Thị Anh Thư đã một mực xin tòa minh oan cho anh Hùng với lý do trước đó khai không đúng sự thật và không muốn phạm thêm tội ác nữa. Thêm vào đó, vợ anh Hùng đã cung cấp thêm bằng chứng là giấy xác nhận của một nhà nghỉ nơi vợ chồng anh trọ và đúng ngày bị cáo bị buộc lại đi giao heroin. Ngày 13 tháng 6 năm 2008, anh Nguyễn Minh Hùng được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê chuẩn quyết định tha bổng sau hơn 4 năm bị tụ oan và phải đối diện với hai bản án tử hình. Nguyễn Minh Hùng được Công an tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai vào ngày 19 tháng 11 năm 2008 và chỉ được bồi thường số tiền 130 triệu đồng cho hơn 5 năm tù oan. Vụ án tù an trung thân của Bùi Minh Hải, ngụ ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cũng là một câu chuyện đau lòng. Chỉ vì vô tình đánh rơi chiếc đồng hồ ở gần nơi xảy ra vụ giết người mà ông Hải bị tình nghi là thủ phạm. Ông Hải bị bắt giam và sau đó bị tuyên phạt tù trung thân dù ông liên tục kêu an. Sau 16 tháng tù oan, cơ quan chức năng bắt được một đối tượng giết người trong một vụ án khác và chính từ việc đối tượng nhận tội, ông Bùi Minh Hải đã được minh ngoan. Ông được đền bù 59,9 triệu đồng, nhưng hậu quả mà gia đình ông Hải phải hứng chịu là vô cùng đau đớn. Một đứa con của ông phải bỏ học, cả gia đình phải hứng chịu bao điều tiếng của xóm làng. Liên quan tới vụ án này, có 11 cán bộ pháp luật để xảy ra oan sai đã bị đình chỉ công tác và cách chức. Vụ án oan kéo dài 16 năm 3 tháng với tội danh giết người của ông Trần Văn Chiến cũng là một ví dụ tiêu biểu. Ngày 21 tháng 5 năm 1979, ông Trần Văn Chiến bị bắt tạm giam với tội danh giết người xảy ra tại xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ngày 20 tháng 3 năm 1980, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Chiến mức án tù trung thân. Tại phiên tòa này, ông Trần Văn Chiến không nhận tội và khẳng định hung thủ thật sự là Trần Văn Út. Do thời gian chấp hành hình phạt tù, ông Chiến cải tạo tốt nên được thả tự do vào ngày 21 tháng 8 năm 1995. Đến năm 1997, Trần Văn Út mới bị bắt. Ngày 7 tháng 7 năm 2001, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án giết người với bị cáo Trần Văn Út. Tại tòa, Trần Văn Út khai chỉ một mình thực hiện vụ án mà không liên quan gì đến ông Trần Văn Chiến, nên tòa tuyên ông Chiến không phạm tội giết người. Tại bản án phúc thẩm số 424 ngày 12 tháng 10 năm 2002, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án sơ thẩm, ông Chiến vô tội. Ngày 23 tháng 12 năm 2004, ông Chiến được tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xin lỗi trên ba tờ báo trung ương và địa phương, nhưng chỉ được đền bù oan sai 252 triệu đồng cho hơn 16 năm tổ oan. An oan vượt điều khiến cả một gia đình vướng vào vòng lao lý cũng là một vụ án chấn động. Theo cáo trạng, giữa tháng 5 năm 1993, thi thể nạn nhân Dương Thị Mỹ được phát hiện trong vườn điều nhà ông Hai Hoàng, tỉnh Bình Thuận, trong tình trạng đa chấn thương. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, nhưng năm 1998, nghi phạm Huỳnh Văn Nén đã khai mình là thủ phạm trong vụ án. Theo lời khai của Nén, do nghi ngờ bà Mỹ quan hệ bất chính với anh em đồng hào tên Nhung, nên một số người trong gia đình vợ Nén đã dùng dao chém nạn nhân đến chết. Từ lời khai này, 9 người trong gia đình vợ của Nén bị bắt giữ. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng đều bị hủy án do có nhiều tình tiết chưa rõ ràng. Việc điều tra xét xử vụ án kéo dài 12 năm nhưng vẫn không tìm ra hung thủ. Năm 2006, cơ quan điều tra xác định các bị cáo vô tội và trả tự do tại tòa. Đồng thời, cơ quan công tố phải công khai xin lỗi và bồi thường oan sai với tổng số tiền đến hơn 1 tỷ đồng. Quý vị thân mến, báo cáo giám sát về tình hình oan sai và công tác bồi thường oan sai được trình bày trước quốc hội có nêu vấn đề về việc bắt tạm giữ hình sự còn để xảy ra nhiều trường hợp chuyển sang xử lý hành chính và coi đó là thiếu sót vi phạm của cơ quan điều tra theo bộ trưởng bộ công an vấn đề này cần được đánh giá dưới góc độ cơ quan điều tra có áp dụng đúng pháp luật hay không chứ không phải nhiều hay ít bộ trưởng nhấn mạnh ít nhưng áp dụng sai pháp luật thì cũng không được. Với tinh thần không để lọt tội phạm, cơ quan điều tra các cấp chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để không để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Việc bắt tạm giữ hình sự tạm giam đều được Viện Kiểm sát cung cấp xem xét. Trong quá trình điều tra, việc thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm, cơ quan điều tra còn chú trọng chứng minh sự vô tội hoặc tính chất mức độ hành vi của bị can theo phương thức suy đoán vô tội. Qua đó, bị can được đình chỉ điều tra và chỉ xử lý hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Ví dụ vừa qua, khi xảy ra các vụ gây rối ở Bình Dương, Hà Tĩnh, để ổn định tình hình và bảo đảm an ninh trật tự, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự hàng trăm đối tượng. Nhưng sau khi điều tra, xác minh, đánh giá tính chất phạm tội, chỉ có một số ít đối tượng bị đưa ra truy tố, xét xử. Như vậy, Bộ trưởng cho rằng điều này là cần thiết và vẫn đúng quy định pháp luật. Bộ trưởng thừa nhận rằng mặc dù số lượng án oan sai đã giảm nhưng hoạt động điều tra xác định tội phạm còn một số hạn chế thiếu sót cá biệt ở một số nơi còn xảy ra tình trạng oan sai thậm chí vẫn còn hiện tượng bức cung nhục hình ảnh hưởng đến các cơ quan tố tụng và gây bức xúc cho người dân đối với cán bộ chiến sĩ công an có hành vi vi phạm trong quá trình điều tra xử lý tội phạm quan điểm nhất quán của bộ công an là xử lý nghiêm theo pháp luật bộ đã phối hợp với viện kiểm sát tòa án và các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm minh theo đó, đến nay, đã có 40 cán bộ chiến sĩ công an bị khởi tố điều tra, truy tố xét xử về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Đồng thời, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị để cán bộ chiến sĩ có hành vi xâm hại hoạt động tư pháp đều bị xử lý trách nhiệm liên đới. Ví dụ như vụ bắt tạm giam oan 7 người trong vụ án giết người ở Sóc Trăng, Bộ Công an đã chỉ đạo khởi tố hai điều tra viên, xử lý hai cán bộ có liên quan, từ phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan cảnh sát điều tra, đến cán bộ điều tra đều bị xử lý bằng cách giáng cấp, cách chức, miễn nhiệm, chức danh tư pháp. Về nguyên nhân dẫn đến oan sai, Bộ trưởng Trần Đại Quang trước đây từng cho rằng, Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi. Mỗi năm khởi tố gần 80.000 vụ án với trên 120.000 bị can, nhưng biên chế lực lượng điều tra còn thiếu nhiều. Cơ quan điều tra mỗi điều tra viên thụ lý từ 30 tới 50 vụ án mỗi năm, thậm chí có điều tra viên thụ lý 70 vụ án mỗi năm, gây áp lực lớn đối với cán bộ điều tra, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Một số điều tra viên ở địa phương vẫn còn tư tưởng chủ quan, nóng vội, nhất là trước áp lực công việc, đòi khỏi kết thúc sớm vụ án do áp lực dư luận cũng có những trường hợp tư tưởng thành tích dẫn đến nóng vội trong thu thập đánh giá sử dụng chứng cứ chưa coi trọng đầy đủ việc thu thập chứng cứ hoặc chủ quan thỏa mãn khi thấy bị can nhận tội mà không quan tâm đến các chứng cứ khác một số ít điều tra viên chưa chấp hành quy chế làm việc quy trình công tác và các quy định của pháp luật dẫn đến hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp công tác lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát nội bộ ở các đơn vị địa phương thời gian qua phát hiện sơ hở thiếu sót trong hoạt động điều tra xử lý vụ án hình sự vẫn chưa được sâu sát thường xuyên bộ trưởng bộ công an chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của quốc hội không để lọt tội phạm không để án oan sai nghiêm cấm bức cung nhục hình và có hành vi xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân dưới mọi hình thức Công tác thanh tra sẽ được thực hiện thường xuyên, chú trọng phát hiện sớm sai phạm để kịp thời khắc phục, không để kéo dài gây khẩu quả nghiêm trọng. Nâng cao trình độ thực thi pháp luật, nhất là đội ngũ điều tra viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm, đạo đức tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, ngăn ngừa hiện tượng bức cung trong bắt giam giữ, điều tra. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Công an các cấp trong việc lãnh đạo chỉ đạo kịp thời khắc phục những thiếu sót sơ hở trong công tác điều tra, kiên quyết điều chuyển khỏi cơ quan điều tra những người làm sai các vụ án hình sự, xử lý liên đới trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan điều tra nếu để xảy ra án oan sai, bất cùng, nhục hình. Các vụ án có cán bộ chiến sĩ công an bị khởi tố thì thông báo trong toàn quốc để rút kinh nghiệm. Bộ trưởng cũng cho biết đã có kế hoạch tăng cường lực lượng điều tra viên cho các cơ quan điều tra ở các địa phương trọng điểm, kiên quyết không bố trí cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện của điều tra viên. Ngoài ra sẽ tăng cường trang bị phương tiện chuyên dụng để phục vụ việc ghi nhận chứng cứ, phòng ngừa oan sai. Thưa quý vị, đến đây video của chúng tôi xin phép được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.